Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Mọi người vào kênh của Kim Anh trước hết á, thì Kim Anh cũng mong muốn mọi người vào tham khảo kênh Kim Anh á, thì mọi người nhớ nhấp cho Kim Anh một cái nút đăng ký, cũng như là mình chia sẻ về trang cá nhân của mình để tất cả bạn bè, người thân của mình có thể biết đến kênh của Kim Anh. Thì có những cái vấn đề gì cần giải đáp thì mọi người vào Zalo gửi thông tin mình là nam là nữ, là chồng là vợ, con cái của mình tuổi gì, mình muốn thắc mắc vấn đề gì thì mình vào trong Zalo kết bạn gửi thông tin. Bên cạnh đó thì mọi người cũng nhớ kèm phí vào cho Kim Anh thì Kim Anh sắp xếp lịch xem cho mình. Còn hôm nay thì Kim Anh sẽ tiếp tục chia sẻ về vấn đề đường đi nước bước, công việc làm ăn, vấn đề hạnh phúc của cặp vợ chồng này. Sinh năm 1979, ông xã là sinh năm 1975. Thì nói về hai cái tuổi này đến với nhau thì nó nằm vào cái cung tam hợp, thì nó là Mão Hợi Mùi, thì nó nằm vào tam hợp. Nhưng dù vậy thì nói về trên con đường bổ mạng, hai cái mạng này nó đến với nhau, nó khắc. Một bên là mạng hỏa, một bên mạng thủy, thì nó tương khắc nhau, nó không có được cái sự tương sinh. Vì vậy trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thường có cái sự xung đột về tai tiếng hoặc là về phần khắc khẩu nhiều. Cho nên trong cuộc sống hôn nhân với cái tuổi Kỷ Mão, với cái tuổi Kỷ Mùi này mà không nhường nhịn, không nhường nhịn thì dễ đổ vỡ và dẫn đến hai chuyến ba chuyến đò. Thì nói về trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình, trong cái tuổi xung hợp của mình thì có được vấn đề hạnh phúc hay không, có được cái sự bù đắp đẹp trên con đường hôn nhân hay không, thì nó còn tùy thuộc vào vấn đề phúc phần của mình nữa, trong cái lối sống của mình nữa. Cho nên nó chưa hẳn là nó phụ thuộc vào cái vấn đề tuổi tác hoặc là phần vận mệnh. Cho nên vì vậy trong cuộc sống của mình thì cũng mong tất cả mọi người khi đến với nhau, hoặc cần thứ nhất là vấn đề hạnh phúc của mình thì cần phải có cái sự hài hòa, nhường nhịn nhiều thì mới bảo vệ cho nhau được cơ hội tốt, thành công đẹp, cũng như trong cuộc sống của mình cố gắng làm lành làm phúc nhiều, tạo được nhiều phúc phần, thì cái phúc phần đó nó sẽ san sẻ cho mình về cái phần xui hạn của mình trong cái cuộc sống của mình, thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Thì nói về trên con đường bổn mạng của bạn nữ này, hiện tại bây giờ cho thấy đúng ra là tâm trạng của bạn là nóng nảy. Trên con đường đời của bạn đúng ra bạn cũng là người có địa vị danh phận thì mới đúng. Nhưng mà bản tính của bạn nữ này đúng ra là nóng, tự ái, dễ giận, dễ hờn, hay lẫy. Thì nói chung trên con đường bổn mạng của bạn bây giờ cho thấy tâm trạng của mình là nóng nảy, buồn phiền nhiều. Thì bạn đang nóng nảy mong chờ cơ hội đường đi nước bước, niềm tin hy vọng gì trên con đường bổn mạng của bạn mà có thể nói từ 3 năm tới 9 năm vừa qua mà bạn không có đạt được, hoặc là đem đến cho mình cái sự phai nhạt nhiều. Thì hy vọng bắt đầu năm nay từ tháng 2 về tới tháng 4 đi lên là bạn sẽ có cơ hội, sẽ có cơ hội đem đến cho bạn được niềm tin, cơ hội tốt, thành công đẹp trên con đường đi nước bước của mình. Trên con đường đi nước bước của bạn là bạn đang được âm phò dương trợ tốt, quý nhân giúp sức mình nhiều, và được cái sự giúp đỡ của quý nhân ở đây thì tạo cho mình được hai chữ hạnh thông tốt, tạo cho mình hai chữ hạnh thông tốt trên con đường đi nước bước của mình. Thì nói về trên con đường bổn mạng của bạn bây giờ cũng cho thấy có cái sự hào hoa là hiện tại có một cậu nam lớn tuổi có ý thương yêu mình, giúp đỡ mình, nâng đỡ mình trên con đường bổn mạng của mình rất là nhiều. Thì người này có thể nói là quý nhân của mình, giúp đỡ mình, nhưng mà người này cũng có các bạn tính là tự ái, hơi ghen. Cho nên nhắc về trong cuộc sống của mình, nếu như trong cái vấn đề tiếp xúc xã giao của mình cũng cần phải cẩn thận. Còn nói về trên con đường hôn nhân hạnh phúc của bạn thì vấn đề hôn nhân hạnh phúc của bạn ở đây đúng ra cảnh gia đạo của bạn nói chung á là cảnh gia đạo đẹp, nhưng mà nói về trong cái người trong gia đạo hiện tại bây giờ tâm trạng buồn phiền cũng như là cái phần hạnh phúc của mình có bị tai tiếng nhiều. Thì nhắc mình trên con đường hạnh phúc của mình ở đây, nếu như bạn có đi làm ăn đâu xa hoặc trong vấn đề hôn nhân hạnh phúc của bạn thì hiện tại ông xã bạn, nói về trên con đường bổn mạng thì nhắc ông xã bạn á, cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao tiếp xúc với phái nữ, đặc biệt trong cái tháng năm dễ bị tai tiếng thị phi ảnh hưởng tới con đường hôn nhân hạnh phúc của bạn. Còn vấn đề hôn nhân hạnh phúc của bạn đúng ra trong 5 năm qua thì nói chung nó chỉ đem đến cho mình cái tiếng nhiều, cái miếng, không có đem đến cho mình được cơ hội bao nhiêu. Thì nhắc mình trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình, niềm tin hy vọng cơ hội gì sẽ đem đến cho mình niềm tin cơ hội tốt trong tháng 2. Dù vậy thì trong tháng 5 này nhắc mình cần phải cẩn thận đề phòng vấn đề tai tiếng thị phi đến với gia đạo của mình. Đặc biệt là ông xã mình cần phải cân nhắc nhiều trong các mối quan hệ với phái nữ, hoặc là nói về trong cảnh gia đạo của bạn ở đây tốt nhất không nên chứa chấp phụ nữ trong gia đạo. Ví dụ như bạn bè hoặc là người thân gì tới chơi ở nhờ ở đậu thì được, nhưng mà người làm, người giúp việc rồi gì đó, thí dụ như tới chơi ở lại thì bạn nên
hạn chế, không nên chứa chấp qua đêm hoặc là không nên chứa chấp trong gia đạo của mình, để cho ảnh hưởng tới đường gia đạo của mình thì không hay không tốt ha. Riêng về trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc, nói về công danh sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây thì cho thấy đúng ra tâm trạng của bạn trên con đường tài lộc của bạn, bạn cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình đơn chiếc, hình như là mình đứng có một mình lẻ loi trên con đường sự nghiệp thôi, như là mình lo toan gánh vác nhiều, suy nghĩ nhiều một vấn đề gì trên con đường tài lộc là chỉ có một mình đứng ra, cho nên mình đôi lúc mình cảm thấy mình đơn chiếc, cảm thấy mình quạnh hiu lắm trên con đường tài lộc của mình. Thì nói chung những gì đến với bạn trên con đường tài lộc của bạn mà không đem đến cho bạn được cơ hội thành công tốt trong những năm qua thì nhắc bạn cứ giữ vững lập trường, đừng có nản chí. Cơ hội bắt đầu từ tháng 2 này đi lên là bạn sẽ có cơ hội. Vì vậy nói về trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn, bắt đầu từ tháng 2 này đi lên, bạn có ý định mở mang làm ăn, thay đổi cầu tài cầu lộc, hoặc là mua xe, mua nhà, mua cửa gì đó, thì bạn cứ mạnh dạn làm ăn mở mang. Nhưng đặc biệt trên con đường tài lộc của bạn, một mình một ngựa bạn đứng ra làm ăn thì tốt, nhưng với sự hợp tác bắt tay với một người nữ nào thì nhắc bạn cần phải có cái sự cân nhắc. Tại vì khi người nữ này đến với bạn hoặc bắt tay hợp tác với bạn, rủ rê bạn mở mang làm ăn, thay đổi cầu tài cầu lộc, đi xa là gì đó, thì nói chung người nữ này đến với bạn với tâm địa không có tốt. Thứ hai nữa là nói về trên con đường tài lộc của bạn năm nay, nếu như với cái sự bắt tay hợp tác là bạn sẽ bị hao tài thất lộc đó, cho nên là vấn đề làm ăn tài lộc sự nghiệp của bạn, bạn cứ một mình một ngựa bạn làm, không nên hợp tác, không nên bắt tay với ai cả, thì sẽ đem đến cho bạn được cơ hội thành công đó. Nhưng mà với cái sự hợp tác bắt tay thì sẽ đem đến cho mình cái sự thất bại trên con đường tài lộc. Vì vậy nhắc bạn là không nên hợp tác bắt tay. Đặc biệt trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn, nếu như có một người bạn nữ nào tới rủ rê làm ăn, hoặc là có một cặp vợ chồng lớn tuổi nào đến với bạn nhờ vả bạn ký kết giấy tờ pháp lý liên quan tới một vấn đề gì trên con đường sự nghiệp tài lộc, hoặc rủ bạn đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc, bạn cần phải cân nhắc nhiều. Cân nhắc nhiều là dễ bị ảnh hưởng tai tiếng thị phi là thứ nhất, ảnh hưởng tới pháp luật là thứ hai, kiện thưa thứ ba, hao tài thất lộc thứ tư. Cho nên nhắc bạn vấn đề làm ăn của bạn chỉ có một mình một ngựa bạn làm. Còn như vấn đề làm ăn hợp tác gì cũng vậy, ông xã bạn cũng vậy. Ví dụ muốn làm ăn mở mang cái gì, bạn đứng ra mở mang làm ăn để cho ông xã mình tháp tùng theo thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Riêng về trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình á, thì nhắc mình không nên chứa chấp phụ nữ. Thứ hai nữa, thí dụ giữa hai vợ chồng mình có cái sự lục đục gì trong cái tháng năm thì nhắc mình cần phải có cái sự cân nhắc nhiều, dễ bị tai tiếng thị phi ảnh hưởng tới vấn đề hạnh phúc của mình, không hay không tốt trên vấn đề hôn nhân hạnh phúc của bạn ha. Còn nói về đường con cái của bạn ở đây, trên con đường con cái của bạn, hậu vận của bạn không biết sinh nhiều sinh ít gì, nhưng con đường hậu vận của bạn là bạn nhờ được ba đứa. Thì trong ba đứa con của bạn ở đây, nói về đứa thứ nhất á, thì bé này là nó có số đi xa. Bé trai này thì nói chung nó hiếu thảo tốt, là một đứa con ngoan, hiếu thảo, nặng gánh. Và trên con đường đời của bé, hy vọng là bé sẽ còn là người có địa vị, danh phận. Bé này thì có số đi xa nhiều, nhưng mà nhắc bé này cần phải cẩn thận nhiều trong cái tháng 3 luôn. Trong cái tháng 3 này, ví dụ như bé có ý định đi đâu xa, hoặc là có một người bạn gái nào á, rủ rê bạn này đi xa, hoặc là trên vấn đề tình cảm cũng vậy, bạn đang đặt nặng vấn đề tình cảm về một người bạn nữ nào thì cho thấy người nữ này đến với bạn này là xạo, không chân thật đó. Cho nên nhắc bạn nam này cần phải cẩn thận, cân nhắc nhiều, như là trong cái tư tưởng mình hoặc tình cảm mình đang đặt nặng về người nữ nào đó, thì nhắc là cần phải có cái sự cân nhắc ha. Nếu mà tin tưởng vào người ta nhiều quá thì dễ đem đến cho mình cái sự thất vọng, hoặc là bị cái sự lường gạt không có hay về tình cảm cũng như tiền tài vật chất. Đứa thứ hai, nói về đứa thứ hai mà nằm vào cái tuổi kỷ sửu này á, thì bé gái này, nhắc bé này là nếu như mà trên con đường đời của bé mà có một cậu nam nào rủ đi chơi xa cũng vậy, thì cần phải cẩn thận đề phòng, cần phải cẩn thận đề phòng, giữ gìn cái sự lường gạt luôn. Cũng như là vấn đề bé đi xa thì nhắc bé trong cái tháng 3 này, nếu như mà ao hồ biển nước sông suối thì hạn chế giúp cho cái anh ha, không nên tắm hoặc là không nên đến gần ao hồ biển nước sông suối nhiều trong tháng 3 này, không hay không tốt đó. Còn nói về đứa thứ ba này á, nó nằm vào là cái mằng mọc. Mằng mọc này nó sinh ra đời thì so với hai vợ chồng mình thì nó là một cái sự tương sinh, cũng như là nó lấy lại cái sự bình hòa cho gia đạo của mình á. Cho nên nói về hai vợ chồng mình có được cái sự hàn gắn hoặc công việc làm ăn nó trở nên tốt đẹp thuận lợi là nhờ vào lộc của đứa thứ ba này rất là nhiều. Trong ba đứa con thì nói về ba đứa, đứa nào cũng hiếu thảo tốt vẹn toàn, nhưng mà để nhờ được thì cho thấy là mình nhờ cái đứa đầu tiên là mình nhờ nhiều nhất ha. Đó là nói về cái vẻ bài của hai vợ chồng này.
Còn mọi người vào xem thì nó chỉ mang tính chất tham khảo cho bản thân của mình. Ai có nhu cầu gì thì mọi người vào trong Zalo các bạn gửi thông tin, gửi phí vào thì Kim Anh sẽ sắp xếp lịch xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất ha. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng.